Ai làm cha làm mẹ từng ngày từng đêm ước mơ gia đình luôn thuận hòa an bình đẹp như tứ thơ. Mong sao đàn con luôn vâng lời mẹ, tin nơi tình cha dấu bao vui buồn, một lòng yêu Chúa như gia đình thánh gia. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra. Xin cho mọi nhà, xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà, để nêu gương sáng, để nên chân nhân như gia đình thánh gia. Ai làm con hay hiểu một đời mẹ cha ước xin cho đàn con của mình đêm ngày lòng luôn mến tin. Như Giê-xu ngày xưa sinh nơi nghèo hèn nhưng không thở than, sống trong an bình một lòng tôn kính nơi cha mẹ phục vinh. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra. Xin cho mọi nhà, xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà, để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia. Ai làm cha hay hiểu từng ngày vợ con khấn xin cho người cha của mình trong đời tràn muôn thánh ân. Cha dù xe ngày xưa bao năm miệt mài hy sinh nhọc lao để nuôi gia đình, thực hành ý Chúa không một lời thở than. Xin những ai làm mẹ tìm về noi gương thánh gia, như vầng trăng dịu huyền mẹ là niềm vui thiết tha. Xin cho mẹ yêu hy sinh thật nhiều, tuy bao khổ đau vẫn không u sầu, là niềm an ủi cho gia đình dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra. Xin cho mọi nhà, xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà, để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương sáng lạng để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương, để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, hầu sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái.
quyền lợi bà mẹ, người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái khi cầu xin. Người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi. Chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ dành khinh rẻ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa. Phúc lòng cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lòng cho người sống theo đường lối, công phong tay người làm ta sẽ an lành. Bao nhiêu quần hào và phúc lòng dư tràn. Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều hoàn thiện.
cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của thần khí, cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện. Anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở đó, người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con làm cho cha mẹ khổ như thế? Kìa, cha mẹ đang vất vả tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Bà Maria người ghi nhớ những sự việc trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.